Vân Anh và Anh Minh trong phần tin tổng kết trong ngày. Xin kính chào quý vị khán giả của VNTV. Chào Anh Minh. Chào chị Vân Anh. Anh Minh xin kính chào quý vị của đài VNTV. Và sau đây xin mời quý vị bước vào phần tin đầu tiên với Vân Anh. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên từ nước Anh. Thưa quý vị, trong những ngày qua tại Anh có một bà cụ 84 tuổi. Khi bà cụ ở nhà một mình và khi bị té và bà đã cầm điện thoại gọi cho cháu của bà. Nhưng mà khi mà bà bấm lộn như vậy thì cái điện thoại đó đã vào một cái người thanh niên. Người thanh niên này là người Anh gốc Việt. Anh hiện là manager cho cái dealer của hãng xe BMW. Khi mà anh nghe lời cầu cứu của bà cụ này thì anh lập tức đã đến ngay nhà của bà cụ, đỡ bà cụ lên, lau cái vết thương cho bà cụ. Lúc đó là bà cụ bị té, bị chảy máu. Và anh gọi cho cháu của bà tới nơi. Và trước khi đi thì anh đã rót cho bà một cái ly trà. Và theo nước người Anh đó thì ly trà là một cái cách mà để trấn an cái người lúc đó. Và thưa quý vị, người thanh niên này tên là Vương Đặng. Và là một người Việt Nam. Và trong những ngày vừa qua thì chúng ta thấy là trên các trang mạng xã hội đã nhắc tới tên anh và nhắc tới anh giống như là một người hùng là anh bây giờ rất là nổi tiếng chị ha. Ví dụ một người nào đó gọi chị thì chị nghĩ mình có can đảm để làm vậy không? Thật sự anh Minh biết không, bên anh nghĩ là trong mỗi người chúng ta ai cũng có cái từ tâm trong người cả. Tuy nhiên vì cái bận rộn của cuộc sống hàng ngày, phải không? Chúng ta tin chắc là một cái buổi sáng như vậy, anh là một cái người manager cho một cái hãng xe lớn như vậy thì anh rất là bận rộn. Nhưng mà anh đã cứu được một người bỏ qua chị tất cả. Cho nên Vân Anh nghĩ rằng mặc dù trong cuộc sống của chúng ta hiện nay càng ngày tội ác càng nâng cao, càng ngày càng có những cái mất quân bình trong cuộc sống, nhưng Vân Anh tin rằng đâu đó cũng có những tấm lòng, cũng có những người dám hy sinh. Và quý vị thấy không, chỉ vì anh chàng đã chọn cái việc làm của anh và anh đã cứu được một, cứu được một người. Dạ đúng rồi. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo cũng có liên quan đến những cái tấm lòng mà hy vọng rằng người này là một người ở Ramona, California. Ông đã làm mất cái sợi dây chuyền và trong cái dây chuyền đó là hình Phật. Thì trong cái sợi dây chuyền đó là có một cái hài cốt của người con nuôi của ông. Thì cái người con nuôi của ông lúc khi mà bị mất, khi mà qua đời là chỉ có 4 tháng tuổi thôi, kính thưa quý vị, và qua đời vì một cái bệnh nhiễm trùng phổi. Và ông thì bây giờ cũng đang rất là đau buồn, cũng mà mong rằng cái người nào đó lấy được cái sợi dây chuyền này thì cầu khẩn người đó phải trả lại, tại vì cái giá của dây chuyền này là không có nhiều tiền hết, chỉ có 50 đồng thôi, nhưng mà đối với ông cũng như chị nói là vô giá. Thì ông cầu khẩn, ông nói là bây giờ tôi cũng trả tiền cho người nào trả lại cái sợi dây chuyền này, thì hy vọng có một người nào cũng có một lòng tốt, còn cái lòng tốt nào đó để trả lại sợi dây chuyền. Tức là cái dây chuyền đó ở trong đó có cái hài cốt của cái người con, tức là cái cho cái ash đó chị, có người của con nuôi đó. Thì ông nói là đối với tôi cái sợi dây chuyền này là vô giá, thì cầu khẩn người nào đó đã ăn cắp cái này thì xin đổi ý và trả lại, tại vì vô nghĩa, cái như là có rất nhiều ý nghĩa đối với cái gia đình ông này. Vâng, thưa quý vị, cầu mong là cái vật quý đó sẽ trở lại với người chủ của mình. Thưa quý vị, bản tin thứ hai từ tiểu bang Montana. Thưa quý vị, trong những ngày qua thì chúng ta đã thấy là cảnh sát đã có những cái báo động về những cái tai nạn xảy ra đối với những người chơi cái game gọi là Pokemon Go. Nhưng mà thưa quý vị, cái câu chuyện này rất là thú vị. Thưa quý vị, là trong tuần vừa qua, cảnh sát biên phòng của biên giới Canada và Mỹ thì thưa quý vị, có hai thiếu niên, tức là teenager người Canada, vì đang đi tìm Pokemon cho nên hai thanh thiếu niên này vô tình đã bước qua biên giới của nước Mỹ, và hai thiếu niên này đã bị cảnh sát biên phòng của biên giới bắt giữ và liên lạc với mẹ của hai thiếu niên này. Và sau một thời gian điều tra thì hai thiếu niên đã được trả về Canada. Tuy nhiên đây là một cái điều báo động cho chúng ta thấy rằng có quá nhiều người mê chơi Pokemon Go. Anh Minh có thể tưởng tượng không, hai em thiếu niên này lo đi bắt Pokemon và bước qua biên giới của Mỹ lúc nào cũng không hay. Yeah. Và đương nhiên là bị cảnh sát bắt giữ thôi. Yeah. Tuy nhiên sau khi mà hai em trình bày thì cảnh sát biết là hai em này chỉ vì mê quá chứ không phải là người di dân qua biên giới bất hợp pháp.
Dạ đúng rồi, có những câu chuyện rất là thú vị về Pokemon Go, chút nữa em cũng có một câu chuyện không đấy. hy vọng rằng tuần sau khi chúng ta thư chuyện với quý vị, điểm tin với quý vị, thì lúc đó Minh Anh với lại Ánh Minh đã trở thành những người chơi Pokemon Go. No, no, no. Em không muốn đi lạc vào những cái nước khác đâu chị. Mình đã gần Mexico rồi. Có rất là nhiều câu chuyện mà cảnh sát kể là có những người chơi Pokemon Go họ đã, vì họ mê quá cho nên họ đã đi vào những khu cấm, những khu mà họ đúng là họ không được vào. Dạ, rồi cũng phát hiện những cái chuyện cũng rất là thú vị khi mà chơi Pokemon nữa chị. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo thì có liên quan đến một người cha 24 tuổi cũng là ở Ohio đã thú nhận với chính quyền rằng ông đã bỏ người con gái 4 tuổi của mình vào cái dòng sông ở Ohio, dòng sông tên là Little Miami River. Thì kính thưa quý vị, theo bản tin cho biết là cách đó mà vào ngày Chủ nhật thì ông đã gọi 911 báo với chính quyền là ông đã bị mất người con gái, là người con gái 4 tháng của ông đã bị bắt cóc từ sau người chiếc xe của mình. Nhưng mà sau này thì do lo điều tra thì chính quyền đã tìm được cái xác của đứa bé ở cái dòng sông, ở cuối dòng sông. Thì cũng là nhiều cái trong cái quá trình người ta dạ hỏi thì ông đã thú nhận là ông đã thả người con gái này xuống cái dòng sông. Và chuyện rất là đáng buồn, nhưng mà chị thấy không, trong trong cái thế giới này có nhiều chuyện mình không hiểu không thế thể nào hiểu được người ta. Việt Nam mình hay có cái câu là hùm dữ còn không ăn thịt con. Tuy nhiên cho chúng ta thấy là trong xã hội của chúng ta hiện tại này có bao nhiêu là những cái tin tức mà cha mẹ giết con một cách rất là tàn nhẫn. Và thì những cái trường hợp đó chúng ta lúc nào cũng thấy là những người cha mẹ đó thường thường có những cái bệnh về tâm lý. Dạ đúng rồi, em nghĩ cũng có liên quan. Tại vì theo cái bản tin thì cái người trẻ này cũng còn rất là trẻ, nhưng mà cách đó cũng vài năm cũng đã có những cái record á, là cũng bạo động ở trong gia đình, rồi cũng muốn có những cái lời thô bỉ đến cái người thân. Thì em nghĩ cũng có thể giống như chị nói là có một cái bệnh giống như bệnh tâm thần chị ha. Dạ, cũng có liên quan đến cái vấn đề không rất có được là bình một thường. Một cái bản tin rất là đáng buồn. Thưa quý vị, phần tin vừa qua với Ánh Minh đã kết thúc phần điểm tin trong ngày với Vân Anh và Ánh Minh ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình còn lại của VNTV San Diego. Ánh Minh xin kính chào quý vị.